sáng ngày hôm nay thì giống như hôm trước á, khi mà mấy chị em tụi con đi ra đây đặt lợp ếch thì có nói là cái hồ nước ngoài đây quá là im đi, chắc chắn là sẽ rất là nhiều cá luôn. Cho nên ngày hôm nay quyết định là mang cái tay lưới 6 phân ra để mà mình giăng thử coi là có dính được mớ cá nào không nha cô chú. Dạ, nhưng mà có cái là ở đây không có xuồng á, do là nó chỉ có cái bọng nước ra vô, có cá ra vô thôi, chưa còn đường đi vô thì được đắp đê lại hết rồi, cho nên là xuồng thì mình vô không có được. Bây giờ con với lại Ngân sẽ xuống giăng lưới xem là có dính cá không nha, rồi mình đợi chắc cũng tầm 2-3 tiếng á, rồi mình dỡ lên nha cô chú. Chị Ba thì ở trên cổ vũ cho hai chị em tụi con nha. Bây giờ thì mình đem xuống thôi. Bông súng này cũng ngon lắm á chị, mà giờ này bắt đầu nó chưa, nó tớp lại, nếu mà sáng sớm nó nở. Nở đẹp không? Mà không biết nước đây sao, ui trời cá nhỏ nhóc hết trơn kìa. Ui dồi ôi. Sâu không? Nước ở đây nhìn là mình thấy là nó sâu rồi đó. Sâu rồi đó. Sâu. Ai. Sâu rồi đó. Rồi sao vắng? Nó là cái hầm. Vậy? Nó là cái hầm nó chuẩn đúng vậy nè. Rồi sao vắng ta? Tại vì á mình chỉ nhìn thấy gì thôi cô chú, không có đi ra cái mình cũng không biết nó là sao hết, mà ở đây xuồng đâu vô được đâu chị. Chưa khoan, cầm thử đi, thử đi thử nghiệm cái đã. Mấy bờ cỏ không à, xa lắm không được anh em ơi, đừng gọi nó quá. Cái hầm thiệt, nó là cái hầm hả? Có khi nào nó là cái hầm xong cái chèn nước vô xong không? Nó chuột xuống á, kiểu giống như là người ta đào ở trên thì nó cạn á, rồi nó chuột xuống vậy nè. Vậy mình văng cặp mé đi ha. Mé này được không? Thôi là cặp mé bên kia. Dạ. Văng cặp mé đi, chị qua cổ với vô cái mai em đi. Thôi để em đi qua. Xả cái nữa. Cái gì hồi chị đảo dài dòng cái chiếc chuối à? Chuối hả? Ngân xả. Tôi đi trước, tôi dẹt cái ra. Tôi tính dẹt nè, quá trời nhiều rồi nè. Đứng ở đây thì nó còn cạn cạn. Không, như vậy nó cũng như lưng quần à. Sâu quá. Ui, nó chùi xuống không à. Hình như là người ta múc hầm á. Nó chuột xuống nghe. Này múc hầm á. Trời, cái gì ra dữ thằng vậy nè. Ơi, cái này không biết dính cá không chứ hồi lên là một đống cỏ luôn á. Quá gác rồi. Này, chị Ba ơi, tiếp em nổi thì lên bờ giùm em cái. Lối nhánh lên bờ em cái, tỉ nằm bự quá hả nè. Sâu lắm hả ta? Sâu lắm hả? Ơi, biết chị nãy đem theo cái áo phao ha. Ngăn khoan cầm đây cái nha. Dướng gì đây nè. Chị. Ôi cá nhóc hết trơn. Khó văng nhưng mà cá nhiều lắm. Có nhiều dây kìa. Có nhiều dây em ơi. Sầu lắm á ta. Không được có nhiều dây nhất chứ. Lại cái gì hả? Mấy cây chấm của cây nước cũ á. Sầu quá. Chưa. Để mở đây nha.
sầu quá. Câu phèo. Để gì? Nó bị gì vậy? Ừ. Đó là một mớ cây cỏ trắng ngang đường. Chưa. Rồi, nay tại vì mấy chị em không có chỉ nhìn thấy ở trên thôi cô chú, mình không có đi xuống á, mình coi, mình tưởng là nó cạn á, ai ngờ đi xuống rồi nó rất là sâu luôn. Quá sâu luôn nè. Này văng là không biết dính cá không ha. Chứ dính một đống cỏ. Cái hồ nước này cô chú, nước rất là trong luôn, cho nên là dính cá là mình hay liền. Dễ thấy nữa. Con cá gì mà nó trắng phao vậy chị? Trời ơi, nãy giờ ngồi chờ. Con cá gì nó trắng phao đằng kia kìa Ngân ơi. Đây nè, đây nè, đây nè. Ui. Cái hồn cẩm thôi. Thôi thôi thôi. Quá bự luôn nè. Ôi, vậy là cái hầm này ai nuôi nhé. Quẩy quá quẩy rồi chị ơi. Khoan, chờ chị xíu, nó chạy xíu. Nè, 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 ôi, con cá hường quá luôn cô chú ơi, con nó quẩy nè. Lỡ ra được không? Khoan, Ngân ơi, khoan dùng nhất nhất lưới. Chụp cái đầu đó. Ôi, cá hường ngon quá à. Chụp vào nước đi cho nó sống thôi. Mới dính luôn. Không biết nữa, em nghĩ là không phải nuôi đâu, hoặc là nó vô. Là nó vô đường ống bọng á, rồi nó ở. Tại vì nó như hầm mà có nuôi cá là người ta không có để cỏ gì đâu. Đúng rồi, quá, cỏ không à. Cỏ ghét không. Trời, nếu mà thì, nếu mà văng cá hường nó đi nguyên bậy không ừ. Nếu mà văng ha, ngoài đó còn dính dữ nữa. Cá hường là nó đi nguyên bậy không à, mà giờ thấy con à. Hồi nãy em thấy đằng đây có một con. Ôi ơi, đây nè, đây nè. Ôi, đáng lội luôn nè. Ôi, cô chú anh chị ở bạn xem nè. Nè, 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 nè. Ôi, nó làm lưới. Ôi, nó mạnh quá chị ơi. Chị đang kiếm một con nữa kìa. Ôi, ơi, nó là đầm lưới kìa, đầm lưới cực cực đắng kìa. Trời ơi, nó mập kìa. Chính không. Ui, ngon quá. Đến hai con này. Tôi đây một con nữa nè. Quá.
Ôi, ơi, ơi, không được tột. Dính nguyên bầy luôn rồi. Hồi sinh đúng là sinh dây cọng. Cái hành này. Thầy ơi, thầy mạnh ơi, thầy mạnh cho con sinh dây cọng bông súng. Thầy nè, thầy không trả lời là có nghĩa là thầy đồng ý rồi. Thầy đồng ý. Quả dính này. Dính rồi, mình nhìn là mình thấy luôn á. Coi 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 có con cá rô phi nào nữa không? Không, không có con cá rô phi. Cái thường ô kìa kìa, cái gì kìa? Con cá rô. Sao? Trời đâu quả? Không biết nữa. Nè. Trời ơi. Nó muốn xỉu rồi. Lội đó luôn hả? Ghê vậy. Chứ thường này có con cá rô. Nó vô đó chị. Chứ thường dân ở trong đây ha là hay dính cá rô phi đó mà sao không thấy nè. Này không thấy cá hường không à. Kìa. Trời ơi, phía trước một con nữa nè cô chú anh chị các bạn ơi, cá hường nữa. Ủa sao con này nhìn nó lạ chứ vậy ta? Cá hường á. Nhìn nè. Đây đây đây. Ai con cá hường nó giống như con cá điêu hồng. Còn sống sao vậy, quá quậy luôn. Không không, tại vì nó bơi như này cái mình nhìn không thấy nó. Thì văng cỏ luôn. Ờ nước này trong xe ha. Nước trong thấy cá luôn. Ừ, con này bự quá nè. Quá bự luôn này. Uống nâu à tàn. Ôi ôi coi chừng nha cắm ơi. Ui. Tụi bướm con. Quá cắm ơi. Ôi, ở đó nó kìa. Ôi ơi, phía trước một con nữa này ngắn ơi. Quá bự luôn. Cô chú anh chị và các bạn nhìn nè. Thấy được con cá luôn nè, thấy cái tai luôn nè. Nước nó trong tới mức độ vậy luôn á. Đây là vô nguyên một đàn luôn rồi. Chúng nổ rồi. Không muốn không. Ngồi chờ mấy tiếng đồng hồ. Wow. Ôi ngon quá. Ôi. Ở đằng. Ôi hai con luôn cắm ơi. Có con cá rô phi nữa nha. Đâu giỡn làm cái này. Đâu. Cái gì bự lắm. Đâu. Út dữ nữa. Ôi. Ôi. Trời ơi. Quá rồi. Bự lắm luôn. Nha, chìm. Đây 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 dở lên. Ôi ôi, con cá rô phi nó bự nè cô chú anh chị và các bạn ơi. Ôi. Quá là con cá điêu hồng chứ gì. Đã. Ồ, giống nó ngon quá à. Hai cái tay hái vậy không ra. Khoan khoan, chị đưa cái hùng nữa đây cho em. Sâu. Từ từ ở đó thôi. Ồ, nó muốn ngon quá. Mốt tốt luôn. Một con. Trời ơi, cô chú anh chị các bạn nhìn cái con này nè. Nó cũng lai con cá hường nữa, nó cũng màu hồng nữa. Ui, ơi bự lắm nghe, bự lắm nghe. Ôi cắm, cái gì vậy đó, không còn nữa kìa cắm. Vậy hả, nhấp lên gì? Ôi nó đang nó lưới. Quá thế nó dính này. Cá bự ghê. Ồ, nó bự nè. Cầm chị. Đây 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 đây, trước một con nữa nè. Ui da, hụt. Wow. Sâu. Ủa, cá nhỏ nhỏ nhất chưa. Vô. Chỉ một đàn cá hường luôn.
có một con vô phi một rồi. Trời ơi, chút con nữa nè. Ôi, con nhảy luôn nè. Ui, quá nhảy luôn rồi nè cô chú. Mới dính cái gì nè. Ôi, đằng kia nó kìa cắp. Cái gì nhóc ở trường gì? Nguyên đàn luôn. Cầm ở đây chứ nó bắt nguyên đàn cái hường em đi xa bắt nguyên đàn rong luôn nè. Dính của em là vậy. Trời ơi trời. Bà coi nè. Rong bày hồng tròn mà coi nhìn kìa. Này dày rõ sẵn luôn. Chết luôn rồi. Ủa ngon quá hả? Đây, thêm một con nữa. Nha. Con này bự luôn nè, mập ú luôn. Rồi, con lợi luôn nè cô chú. Này là trúng mánh rồi, đợt này mấy chị em vô trúng được nguyên đàn cá hường luôn. Con này dính dữ vậy ta. Vô. Dạ còn lưới tút đằng kia. Giờ từ từ tới rồi. Cái gì đây nè. Ôi. Đây nữa nè. Không. Cá hường. Wow. Thêm một con nữa nè. Con này chắc dính lâu rồi quá, nó yếu rồi nè. Nó quậy quá quậy rồi. Sâu. Còn sống. Nặng nổi rồi. Nổi không nghe lắm luôn. Nổi rồi. Hết lưới rồi Ngân ơi. Hết lưới rồi. Ôi. Ôi nước trong xe luôn. Ừ. Đây. Ôi thành quả của mấy chị em tụi con nè cô chú anh chị và các bạn ơi. Được nguyên một đàn cá hường luôn. Con nào con nấy nè. Mập ú nu luôn. Có thêm con cá rô phi nữa. Quá trời con rồi chị ba. Nè. Sâu chắc chắn là sâu rồi. Chị ba cầm giùm em cái đi. Ra em nhổ vài cọng bông súng. Có rau muống không? Có mấy cọng. Ít quá hả? Sâu không? Sâu quá thôi. Chưa ra nữa. Sâu. Ồ. Thôi sâu vô. Khoan để thử coi. Sâu lắm. Không được. Đâu vô đi con ơi, chạy đằng kia kìa. Lại đằng kia đi, lại đằng kia hái. Đi lại đằng kia ngay. Ồ nó sâu. Một cọng. Nó bơi đó chị. Bốn cọng luôn. Rồi gãy luôn rồi. Nè nhìn cái cọng ra, nhìn cái cọng bông súng là biết nó sâu cỡ nào nè. Đúng rồi nó dài nè. Hái không muốn còn có con cọng. Bốn cọng chứ đủ rồi.
tụi con với lại chị ba đã đi giăng lưới về rồi nè cô chú ơi. Được mớ cá rất là ngon luôn. Với lại ở nhà còn được mớ cá rô á, mà bữa nay nó cũng yếu rồi nên là mình cũng mặn nó luôn. Bữa đó mình giăng lưới còn dư nè. Cái này đem chiên á chị ba. Chiên, quá trời trứng rồi. Chiên. Hình như mình quên xả phải không? Có xả nhưng mà cái xả hồi nãy mình hái nó bị hôi nước cũng mà nghĩa là không ăn được. Không ăn được. Cho nên là mình chiên với lại mình muối chiên nha cô chú. Có con cá hồ phi bự nè, với mình muối chiên thêm con cá hường nữa. Rồi bên đây thì mình lấy thêm 4 con nữa, mình đem nấu canh chua với lại bông súng và rau muống mình hái được ngoài hồ nè. Nhiều quá ăn không hết luôn, phải gọng lại bớt luôn á. Nay trúng được nguyên đàn cá hường luôn. Nhà mình sẽ nấu canh chua. Nước sôi mình bỏ vô chị ba ha. Con nào cũng có trứng hết trơn. Rau muống không chồng? Nước cục thấy vậy. Con luôn đi, ngựng con. Xong rồi đó. Giao canh chua em sắc rồi chị. Ăn canh chua là phải ăn kèm chứ, là nước mắm ớt, mà ớt thiệt là cay thì ăn mới ngon nha cô chú. Nhà con thì dạo này ớt chín lai gai lai gai à. Có nhiều hái hết luôn. Nước sôi rồi, chờ là muối rồi. Muối ngon quá chị. Lấy đôi đũa cho nó sạch sạch cho nó xuống, đừng cho trứng con cá bị rã. Dạ. Cá hường nó mau chín chị. Nhét rồi. Rồi trứng vàng óng ánh luôn. Thơm quá thôi. Công đoạn cuối cùng cho bông súng vô. Súng chị ba nói là nó nhét lửa lắm, cho nên là bỏ vô là sôi lên mà mình nhắc xuống là được. Vừa luôn hết chị ba. Cho gạo canh chua vô luôn nha chị ba. Tôi chỉ chiên cho nó vàng vàng á, cho nó đỡ xương ra. Múc tô này múc canh nha. Ngày hôm nay ba chị em sau một buổi đi giăng lưới về cô chú thì có cá chiên nè, nhìn hấp dẫn ơi là hấp dẫn luôn. Rồi có thêm canh chua nữa. Rồi bữa cơm ngày hôm nay sẽ rất là ngon đây. Mời cô chú anh chị và các bạn cùng ăn cơm với lại mấy chị em tụi con nha. Là rất là đói luôn chị. Là mình vận động nhiều á. Mình chưa trứng cá nữa là sao? Em ăn trộn cái chén nước mắm này. Bông súng nó ngon. Bông súng quá ngon rồi. Trứng cá ngon à. Đấy trứng này. Rồi cá có trứng không luôn. Cái con cá hường này nè. Nó có trứng giống như con cá sặc gần vậy chị ba. Trứng giải khắc lắm.
Đúng cá. Hình như là con nào cũng có luôn á trứng á. Dọn lên. Mình mà thịt nó ngọt mà nó có chắc. Ra sức người kia văn ha. À, sức ra mà kia văn chắc nhiều lắm đó ta. Dính nhiều lắm. Ăn không hết luôn á. Thưởng cái của Phi đi. Con còn một nè. Cái lúc mới văn xong là em nghe tiếng động mạnh là coi chừng là con này đó. Trứng cá nó con chua nó mềm. Nó béo. Còn chiên thì nó dẻ. Dẻ nó cứng hơn. Ừ. Thử cái của Phi đi chị. Thử nha. Của Phi ngon á. Em mà sao văn cái này nó không có bị khô gông hết. Đúng rồi. Chị cứu em. Ăn những vậy mà con cá rô phi nó cũng không có hơi gông luôn. Cái nhà cá hôm trước mình lấy đây nè. Biết không? Cá con nhiều. Ăn cá con. Không có ăn gông. Đây ăn gông không? Công nhận trong đó cá con nhiều ghê. Không biết cá gì mà nhóc hết trơn. Trứng rất gặp à. Ớt không cay. Không cay luôn. Một mua ớt không có cay. Em nghĩ là nó sẽ cay. Nó không cay luôn. Không, chắc là em hiền em dùm ớt không cay. Hiền. Dạ. Ừ, mình nghĩ là hiền. Bông súng. Cập nhận bông súng ngon vậy ha. Mềm ghê luôn. Mềm. Chỗ đó em thấy ít tài tới lui chị. Chứ là trong đó không có xuồng á. Vô đó cũng không hái được. Chứ mà có xuồng chắc dễ gì còn cũng không xuống rồi ăn. Hình như là đợt trồng á rồi nước lên á rồi để luôn. Em thấy trên là trồng mai á. Ồ, chuyện cá nó nổi. Thịt cá nó dẻ mà nó ngọt kinh khủng luôn á. Ngon hơn cá điều hầm. Thơm hơn. Này mấy con cá rô ế. Tay lưới về gỡ đã luôn nha. Chưa gỡ ra nữa. Còn ngâm nhất rồi. Ừ. Quá gông rồi. Để phơi cho nó khô cái thật. Tại sao mình kho lạc thế rồi. Bớt con súng, bớt gỏi. Cá này nha chị. Ừ. Khoai lạc không? Thì có lộ ra giữa hầm xíu. Tính như văn lưới. Cho nhiều cá. Mà em nghĩ cũng tùy đợt á. Không biết bữa sau văn còn cá nó dính không. Không dính cá khác. Không dính cá này á. Người bữa nay hơn trúng đạn đó. Bữa nay bữa sau sao đâu. Rồi văn xong rồi nó quản nó không gọi nữa. Không dính. Thử con cá, thử con cá thường kia đi chị. Ở trong có trứng nữa nha. Con nào cũng có trứng nha. Cá này hầu như là con nào cũng có trứng nha. Giòn quá. Ngon quá. Cô chú anh chị các bạn ơi, hôm nay sau một buổi bà chị em tụi con đi ăn lưới thì thật sự rất là may mắn luôn, chúng được một đàn cá hương về nấu một cái bữa cơm ăn rất là ngon. Cảm ơn cô chú anh chị các bạn theo dõi nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.